Xin chào và rất vui được gặp các bạn trên kênh Top Sao Hàng. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ bất cứ những tin tức mới hay là hot nhất nào trong ngày thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nha. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Nhiều nhóm nhạc K-pop làm người hâm mộ khóc thét vì chờ đợi quá lâu mà chưa thấy comeback. Vì các định hướng dưới trướng quản lý của công ty và các hoạt động cá nhân ưu tiên trong các hoạt động nhóm nên dẫn đến tình trạng fan thấy đói nhạc, đặc biệt việc các nhóm nhạc nữ biến mất lâu hơn thời gian idol nam nhập ngũ, càng khiến fan đứng ngồi không yên. Thứ nhất, Big Bang với 1.453 ngày. Trong khi đang bùng nổ vào năm 2018, Big Bang phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật, trải qua khoảng thời gian mà 4 thành viên nhập ngũ. Kể từ khi các thành viên ra mắt sản phẩm Flower Rat như một lời tạm biệt người hâm mộ đến nay đã là 3 năm 10 tháng và chính xác là 1.453 ngày. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2022, thông tin Big Bang chuẩn bị comeback dậy sóng dư luận. Trong lần quay lại sắp tới của nhóm sẽ thiếu mất một mảnh ghép là Seungri do anh phải ngồi sau song sắt vì những lỗi lầm trước đó. Song người hâm mộ chưa kịp ngừng hoang mang thì T.O.P cũng tuyên bố sẽ rời YG. Dù vậy, anh vẫn hứa với các fan rằng sẽ luôn sẵn sàng tham gia hoạt động cùng Big Bang trong tương lai. Thứ hai, OGG với 1.278 ngày. Nhóm nhỏ của SSD OGG liên tục bị dân tình réo gọi vì tân binh khủng long năm 2018 sau khi ra mắt với ca khúc Little, đến nay vẫn chưa thấy comeback. Lịch nhóm hiếm hoi mà nhóm có là những buổi chụp hình cuối năm. Như vậy là đã 1.278 ngày người hâm mộ chờ đợi nhóm ra ca khúc mới, thậm chí nhóm còn chẳng thèm lộ diện toàn bộ động tác vũ đạo. Thứ ba, Aping với 671 ngày. Từng là nhóm nhạc nữ có hoạt động chăm chỉ và tích cực nhất nhưng Aping đã từng im hơi lặng tiếng gần 2 năm kể từ khi ca khúc Damdurum vào tháng 4 năm 2020, các cô gái bỗng lặn mất tăm tận 671 ngày. Sản phẩm Damdurum giúp Aping thu về rất nhiều thành tích cao, tranh hàng cùng thành tích của các đàn em nên việc nhóm không có thêm động thái mới khiến fan cực kỳ hoang mang. Đáp lại sự chờ đợi mòn mỏi của người hâm mộ thì vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, Aping đã chính thức quay lại sàn đấu K-pop với ca khúc Dilemma nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động. Ca khúc thuộc thể loại đen với phần điệp khúc gây nghiện. Dù mất một khoảng thời gian dài không đứng trên sân khấu, nhưng Aping vẫn mang đến cho fan những màn trình diễn ấn tượng. Thứ tư, Blackpink với 520 ngày. Đến thời điểm hiện tại thì có lẽ người hâm mộ đã rất nóng lòng mong Blackpink gia nhập mới, là nhóm Gen 3 duy nhất có chế độ ngủ đông lâu đến nỗi mà fan phát hơn rằng năm cô gái đã bị YG đưa đi nhập ngũ. Kể từ sản phẩm mới nhất là Love Seeker vào đầu tháng 10 năm 2020, nhóm đã vắng mặt 1 năm, 5 tháng, chính xác là 520 ngày. Dạo gần đây thì loạt thông tin về việc Blackpink sắp trở lại khiến dân tình dậy sóng, đặc biệt vào ngày 2 tháng 3 vừa qua, bông hồng Lai Somi đã làm do dỉ đoạn thu âm ca khúc được cho là của Jennie. Như vậy là người hâm mộ Blackpink lại ôm tim khóc thầm vì tin idol sắp comeback càng được chắc chắn. Chúng mình là Top Sao Hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên hãy nhấn nút like, chia sẻ và subscribe để cập nhật những tin tức mới và hot nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.